recognize them as distinguished alumni. Please join me in welcoming a proud UTA alumnus, a member of the UTA President's Advisory Board, and my friend, Jacob Monte. In recognition of his outstanding contributions to the state of Texas, President Karbari is pleased to award Governor Abbott the UTA President's Medal. Ladies and gentlemen, please help me welcome my friend, Governor Greg Abbott. If you go back to the time when I was here, which was in 1976, 77, and 78, I would never have thought that I would be on a stage like this and winning an award like this. And it shows for all those kids who are in college, just keep on working because you never know what may happen. Kevin Lay earned his bachelor's, master's, and doctorate degrees in electrical engineering, all right here at UTA. I'm very proud to name Kevin Lay a distinguished alumnus of UT Arlington. Thank you. Thank you very much. It is such an honor to be here and to receive a distinguished alumni award tonight. And a special thanks to UTA for providing me the knowledge and the skills that made me where I am today. Trường University of Texas là một trường đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước Hoa Kỳ, trong đó có khoa học gia, tiến sĩ kỹ thuật, bác sĩ, phi hành gia, chính trị gia và doanh nhân mà ngày nay họ thành công trên khắp mọi miền đất nước Hoa Kỳ và thế giới. Trong đêm trao giải thưởng xuất sắc cho cựu sinh viên năm 2018, 5 người trong hàng trăm ngàn cựu sinh viên qua nhiều thế hệ, trong đó có ông thống đốc tiểu bang Texas, Honorable Greg Abbott, tiến sĩ Kevin Lee, người Việt Nam duy nhất, ông Mike Dolaby, bà Maria Myla, ông Matthew Foster. Chúc mừng anh là người đã nhận được giải danh dự tối hôm nay, một trong những 5 người của chương trình Distinguished Alumni Award do trường University of Texas. Lời nói đầu tiên, Nhân Trần muốn nghe được cái sự cảm nhận của anh như thế nào khi anh biết được mình đã được chọn một trong những 5 người cho năm 2018 này. Vâng, thưa Nhân Trần và thưa quý khán thính giả, đối với bản thân tôi thì tôi thấy đây là một cái niềm tự hào rất là lớn, bởi vì trường UTA một năm chỉ có làm một lần để vinh danh các người cựu sinh viên xuất sắc, và năm nay là có 5 người cựu sinh viên xuất sắc được vinh danh, và trong đó là có là thống đốc của tiểu bang Texas. Vâng. Và chúng tôi, đối với tôi thì tôi thấy là đây là một cái sự là vinh dự cho bản thân tôi và cũng như là cho gia đình. Dĩ nhiên đây là một cái sự vinh dự cho anh và gia đình nói riêng, nhưng ở lĩnh vực của một người chuyên môn trong lĩnh vực kỹ sư điện tử, một người phát minh ra với nhiều phát minh tinh vi, tiêu xảo để phục vụ cho cộng đồng của người Hoa Kỳ bản xứ ở đây, hơn hết đó là trong quân đội. Thì với anh, với những cái thành tựu mà anh gặt hái được, anh có những cái tâm tư gì hay là những cái sự phát minh gì trong tương lai để cho công ty Luraco được phát triển mạnh hơn nữa? Vâng, thưa quý khán thính giả, thì như quý vị cũng đã biết thì công ty Luraco Technology đã phục vụ, hoạt động đã gần 15 năm nay, và chúng tôi là đã có rất là nhiều cái phát minh về khoa học và đã dùng cho bên quốc phòng, bên quân sự, và cũng như là những sản phẩm
phục vụ cho cộng đồng, cũng là có sản phẩm phục vụ cộng đồng Việt Nam, là đặc biệt là trong ngành nail chẳng hạn. Vâng. Là rất nhiều người Việt Nam chúng ta làm nail, và công ty Luraco cũng có những sản phẩm rất là nổi tiếng và trong ngành nail. Nói với đóng góp cho cộng đồng thì lời nhắn nhủ gì ở anh đến cho con em giới trẻ của chúng ta tại hải ngoại? Vâng, thưa quý khán giả, đối với bản thân tôi thì cái lời mà nhắn nhủ đầu tiên đó là cố gắng học hành. Vâng, bởi vì là trước tiên hết là cái sự học hành, education là cái chìa khóa để mà mở được những cái cánh cửa cơ hội. Tuy nhiên là có nhiều người cũng thành công không cần học hành, nhưng mà thành công và có được cái sự học hành thì tốt hơn. Và ở đất nước Hoa Kỳ này thì khi mà chúng ta mà có cái sự học vấn và học hành đến nơi đến chốn thì cái cơ hội chúng ta đến càng nhiều hơn. Một lần nữa, thay mặt cho tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Đài Việt Face TV 55.3, chúc mừng anh, chúc mừng gia đình và chúc mừng công ty Luraco, và chúc cho công ty luôn thăng tiến. Cảm ơn quý khán giả và cảm ơn nhân dân. Đây là một sự hãnh diện nói riêng cho gia đình của anh Kevin Lee cũng như là cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Hy vọng rằng University of Texas là nơi sẽ đào tạo và đưa ra những nhân tài trong tương lai, mà hơn hết là những nhân tài đó trong cộng đồng người Việt của chúng ta, để đóng góp và xây dựng cộng đồng người Việt luôn được thành công. Hơn hết đó là đài truyền hình Việt Face TV 55.3 tại thành phố Dallas của chúng ta luôn song hành với những người Việt hải ngoại của chúng ta tại Dallas, và nhân trần cùng với kỹ thuật viên Thiện Ly chúc cho quý vị một mùa Giáng sinh an lành, một mùa đông ấm cúng, và cảm ơn quý vị luôn đồng hành với đài gia đình Việt Face TV tại Dallas 55.3. Nhân trần xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới.